Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ từng tâm thành. Kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ tự nhiên xin đọc và kể kinh Pháp Cú Lão Hoàng. Dạ, cảm ơn Minh Quá Thành A. Ê tăng quý sê sát tô nhắc tòa áp băm mà đàm hiếp bằng đi ta. Áp băm mà đề băm mồ đàn tí ác ý dàn năng cô chắc rê rắc. Ê tăng quý sê sát tô nhắc tòa áp băm mà đàm hiếp bằng đi ta ba ma đi ba cô đàn tí a di đà của cha rê ra ta e tăng quy sê sa tô nhà tòa a ba ma bạn đi ta ba ma đi ba mô đàn ti a di đà năng vừa cha rê ra ta biết rõ sai biệt ấy người trí không phóng dật hoan hỷ không phóng dật an vui hạnh bậc thánh. Phở thơ này của Hòa thượng Thích Minh Châu. Ê tăng quý sê sát tôn nhắc tòa áp băm mà đầm hiếp bằng đi ta áp băm mà đề băm mồ đàn tí a di đà năng vô chất rê rắc ta trí nhân thấy rõ cơ duyên nhiếp tâm kiên định vẫy thuyền sang sông an vui hoan hỷ tự lòng dự vào cảnh giới thanh trong pháp màu. Dạ, thân của Hòa thượng Giới Đức. À, dạ tự nhiên đã kể xong và bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Xuân Mai. Dạ kính mời chị. Dạ, kính cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên, con Sương Mai. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Con kính lễ Tịnh Tọa Minh Hạnh, con kính lễ Chư Tôn Đức, con kính lễ Chư Quý Bảo với cô tu nữ. Và Sương Mai kính đọc Pháp Cú Ê Tăng. Ê, số 22. Ê Tăng Quý Xê Sát Tô Nhát Tòa, Áp Ba Ma Đầm Hí Bàn Đi Tà, Áp Ba Ma Đề, Bà Bá mô đàn tí a di đà năng gồ cha rê rát ta ê tăng quý xê sát tô nhát tòa áp ba ma đàm hi bàn đi ta áp ba ma đề bà mô bá mô đàn tí a di đà năng gồ cha rê rát ta ê tăng quý xê sát tô nhát tòa áp ba ma đàm hi bàn đi ta áp ba ma đề bà mô đàn tí Ariya năng vô cha re rát ta ê tăng quy xê sa tô nha toa áp ba ma đam áp ba ma đăng hi ban đi ta áp ba ma đê ba mô đan ti Ariya năng vô cha re rát ta biết rõ sai biệt ấy người trí không phóng dật hoan hỷ không phóng dật an vui hạnh bậc thánh bản phổ thơ hòa thượng Minh Châu trí nhân thấy rõ cơ duyên nhiếp tâm kiên định vẫy thuyền sang sông an vui hoan hỷ tự lòng dựa vào cảnh giới thanh trong pháp màu bản phổ thơ hòa thượng Giới Đức và kính mời Tina. Dạ, con kính đảnh lễ Ban Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu Pháp Cú số 22. Ê tăng quý sê sát tu nhát tòa áp bát ma đằng hi bàn đi ta áp bát ma đề pháp mô đàn tiếp
Arya Nangu Chare Rata E Tăng Vise Sato Nhát Tòa Appa Ma Đàm Hi Pandita Appa Ma Đề Bà Mù Tâm Tí Arya Nangu Chare Rata. Biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật hoan hỷ, không phóng dật an vui hạnh bậc thánh, hòa thượng Thích Minh Châu. Ê tăng vi xê xà tô nhát nhát tô âm pa ma tăng hi ban đi ta âm pa ma đê pa mô đan ti Ariya năng gô cha rê la ta Ê tăng vi xê xà tô nhát tô âm pa ma tăng hi ban đi ta Âm pa ma đê pa mô đan tí Ariya năng cô cha rê la ta Tri nhân thấy rõ cơ duyên Nhiếp tâm kiên định bảy thuyền sang sông An vui hoan hỷ tự lòng dựng vào cảnh giới Thanh trong pháp màu hòa thượng giới đức Và con kính tri ân quý sư và quý cô tu nữ và đạo tràng Con kính mời vị kế tiếp sa thu lành thầy tin lành nam mô phật thầy nam mô tham ma ya nam mô sang kha ya kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo đức phật giáo pháp và chư tăng kính đảnh lễ đại đức minh hạnh kính chào cô tu nữ tuệ duyên cùng toàn thể đạo tràng dạ con xin được cái kinh pháp cú số 22 mươi tăng vi xê xà tô nhát tòa áp pa ma đam hi pan di ta Appamade pamodanti Ariyanang gocare rata Etang visesa tonyatua Appamadampi pandita Appamade pamodanti Ariyanang gocare rata Etang visesa to nyatoa appamada damhi pandita appamade pamodanti Ariyanang gocare rata Etang visesa to nyatoa appamadanhi pandita appamade pamodanti Ariyanang gocare rata biết rõ sai biệt ấy người trí không phóng dật hoan hỷ không phóng dật an vui bậc hạnh bậc thánh bản dịch của ngài Minh Châu trí nhân thấy rõ cơ duyên nhiếp tâm kiên định vẫy thuyền sang sông an vui hoan hỷ tự lòng dự vào cảnh giới thanh trong pháp màu bản phổ thư của ngài Di Đức Nam Mô Bức Thầy à mến mời Trần Phục dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo ân đức Phật ân đức Pháp ân đức Tăng dạ con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên con kính chào đạo tràng con xin được trích bài câu pháp cú số 22 dạ con cảm ơn chú Vá Tha Ná ê tăng vi xê sa tô nắp to Appamadam hi pandita Appamade pamodanti Ariyanang gocare rata Etang vise sato natto Appamadam hi pandita Appamade pamodanti Ariyanang gocare rata biết rõ sai biệt ấy người trí không phóng dật hoan
hân hỷ không phóng dật, an vui bậc, an vui hạnh bậc thánh. Dạ, đây là bản dịch của ông Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin kể. Ê tăng vi xê sa tô na tòa a ba ma đăng hi ban đi ta a ba ma đê ba mô đàn tì a ri ya nắng gô cha rê ra ta Ê tăng vi xê sa tô na tòa a ba ma đăng hi đa băng đi ta a ba ma đê ba mô đàn tì a ri ya nắng gô cha rê ra ta Trí nhân thấy rõ cơ duyên tâm nhiếp tâm kiên định vẫy thuyền sang sông hai vui hoan hỷ tự lòng dựa vào cảnh giới thanh trong pháp môn. Và đây là bản dịch của Hòa Thượng Dư Đức. Nhà con đã trả bài xong, con cảm ơn đạo tràng, con xin dâng mic lại cho đạo tràng. Yeah, sa thu đảnh thầy Trần Phụng. À, Vát Thanh An xin được tùy cùng các quý vị đã lên kệ kinh cùng chư đạo hữu đã vào rung pháp cung kinh để thính pháp. Dạ, không biết cô tu nữ Tuệ Duyên có trước máy không? Nếu cô có trước máy, Vát Thanh An xin được kính mời cô thỉnh pháp sư. Dạ, cô kính mời cô nha. Dạ, sa thú lành thay. Kính cảm ơn Vinh Hoa Thanh Á. Dạ, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ Thượng Phẩm Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức. Và bây giờ khoảng mấy phút thịnh, và kính mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh để cùng tự nhiên cung thỉnh pháp sư. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Chúng sanh tất cả muôn hàng như sen trong nước cũng chờ trời lỗ mọc đang nhờ ánh sáng trời lành ráng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên vẫn ngắm ngồi khấn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo đời nhắm vườn lộc gia ngày giờ chân sang thuyết pháp độ các ngàn đệ tử có năm thầy thính giữ từ đó là nhóm kiều trần như được nêm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thôi không mòn điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tích rõ ràng thỉnh thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni
Tôi mô đăng trí vẹn toàn nhận năm một của cả thay mặt công thịnh. Và bây giờ công thịnh đại đức tình đạt, đại đức có nghe âm thanh của tự nhiên không? Kính mời đại đức bi mở kinh pháp cú số 23. Dạ, con đã thấy tín hiệu của sư. Dạ, kính nhân bất đến sư. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con kính lễ chư tăng, kính chào toàn thể quý vị có mặt trong diễn đàn pháp cú kinh. Hôm nay ngày thứ sáu, ngày 7 tháng 5, diễn đàn pháp cú kinh. Hôm nay chúng ta sẽ học đến câu kệ ngôn pháp cú số 23. Trước khi đi vào bài học thì chúng con xin tịnh lễ tóm tắt ba ngôi tam bảo. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadimi sokkhato bhagavata tammo dhammang namassami Tipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Câu kệ ngôn pháp cú số 23. Của phẩm kinh pháp cú có nội dung, có phẩm không sao lãng Appama Gavaka Teja Yino Satatika Nichang Dana Parakama Pusanti Thira Nipanang Yorakhemang Anuttarang. Người hằng tu thiền định thường kiên trì tinh tấn, bậc trí hưởng niết bàn, ắt an tịnh vô lượng. Bản dịch của ngài Hòa thượng Minh Châu. Cũng như bản Việt ngữ văn xuôi của ngài Inda Chanten có thiền chứng kiên trì, thường xuyên có sự nỗ lực vững chãi, các bậc trí tuệ ấy đạt đến sự thoát khỏi mọi điều ràng buộc, niết bàn tối thượng. Trước tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 23. Teja yino satatika nicchang dana parakama pusanti thira nipanang yorakhe mang anuttarang. Te cha yi no sa tatika. Te cha yi no sa tatika. Te là đại từ số nhiều, ngôi thứ ba số nhiều. Các vị ấy. Cha yi no. Cha di no có nghĩa là có thiền định. Cha di no xuất phát từ cha di nam tánh, có thiền chứng, có thiền định. Satatika này là một cái từ Satata cộng Nika Pachay có nghĩa là sự kiên trì. Sự kiên trì Satatika
Câu thứ hai, Nichang dan habarakama. Nichang dan habarakama. Nichang là thường thường hay là luôn luôn. Thường xuyên. Dan ha parakama, chữ dan ha có nghĩa là vững chãi, và chữ parakama đó là sự nỗ lực. Dan ha parakama là sự nỗ lực một cách vững chãi hay là nỗ lực một cách bền bỉ. Chuyên cần nỗ lực một cách bền bỉ. Câu thứ ba đó là Pusanti Thira Nipanang. Pusanti Thira Nipanang. Pusanti Pusanti có nghĩa là đạt đến. Dạ, đạt đến. Chia theo số nhiều của chủ từ Thira hay là chủ từ T ở trên, đại từ T ở trên. Thi ra là các bậc trí tuệ. Chúng ta thấy cái câu đầu tiên T á, chữ T là các vị ấy đó, các vị ấy á, đây là các bậc. Thi ra là các bậc trí tuệ. Được chia chung một ngữ cách, một số là số nhiều. Thi ra là các bậc trí tuệ. Nippanang là Nippan, âm là Nippan. Câu cuối cùng Yogakkhemang Anuttarang, sự giải thoát khỏi mọi điều ràng buộc. Từ Yoga là cái sự ràng buộc, còn từ Khema là sự an tịnh. Anuttarang là cao thượng, cao quý. Cao thượng, cao quý. Như vậy là chúng ta đã sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 23 này. Một lần nữa, câu kệ ngôn pháp cú số 23. Te cha yino satatika nichang dana barakama Pusanti tira nipanang yorakkhemang anuttarang. Người hằng tu thiền định thường kiên trì tinh tấn, bậc trí hưởng niết bàn, ắt an tịnh vô thường. Đó là bản Việt ngữ của ngài Giới Đức. Trí nhân tinh tấn thiền hành, kiên trì nỗ lực duyên sanh niết bàn. Ma vương khó buộc khó ràng, tự do tối thượng thênh thang bến bờ. Nam mô Bụt Thà nhé. Dạ, kính thưa kính bạch chư tăng và kính thưa quý vị, thì hôm nay câu kệ ngôn số 23 nằm trong nhóm câu kệ ngôn 3 câu 21, 22 và 23. Và nhóm ba câu kệ ngôn này có chung một cái duyên sự. Mà cái duyên sự của ba câu kệ ngôn này được chú giải, các ngài chú giải rất là chi li ở trong các cái cuộc đời liên quan đến những cái nhân vật ở trong cái câu chuyện này. Dạ.
dường như là cái câu nhóm câu kệ ngôn này có cái duyên sự gần như là dài nhất ở trong các cái duyên sự của kinh Pháp Cú. Dạ. Có cái nội dung rất là chi tiết về các cái nét về nhân thân cũng như là xuất thân của từng nhân vật ở trong trong cái câu kệ ngôn này, mà chẳng những ở trong cái xuất thân từ cái kiếp hiện tại mà còn được trích dẫn từ cái thời ở quá khứ xa xưa. Và cái nhóm câu kệ ngôn Pháp Cú 3 câu 21, 22, 23 này đã liên quan đến một cái vị hoàng hậu tên là Samawati. Samawati là vị chánh hậu của câu kệ ngôn này rất là dài. Không biết có vị nào là có thể ở đây là chúng ta, nếu mà chúng ta đọc hết cái phần duyên sự này, chúng ta có một cái lượng hiểu biết về các cái đời, về các cái vị vua cũng như là các cái người như là cái vị vua Ú hay là cái ông trưởng giả Osaka, hoàng hậu Magan, hoàng hậu Samawati là chánh hậu của vua Udena. Thì để tóm lược cái phần nội dung của cái câu kệ ngôn Pháp Cú số 23 này, đó là bà hoàng hậu Samawati thì rất là hiền lành, có cái tâm thành kính với Tam Bảo, nhưng mà một cái người cũng là vợ của vua Udena tên là Magandhiya, thì cái bà thứ phi Magandhiya thì một cái người có sắc đẹp rất là đẹp, có cái sự cuốn hút, nhưng bởi có cái tâm đố kỵ ganh tị cho nên đã tạo ra một cái sự hiềm khích và muốn sát hại. Nói với hoàng hậu Magandhiya thì có một cái điều chúng ta nhớ lại cái câu chuyện của hai ông Bà La Môn khi mà gặp dấu chân Phật muốn và sau đó muốn gả người con gái của mình cho Đức Phật, đó chính là Magandhiya. Và sau này Magandhiya đã là thứ phi của vua Udena thì đã lập tâm để mà trả thù với Đức Phật. Ở trong đó thì chúng ta nhớ lại một cái giai thoại, tức là bà mướn những cái người côn đồ để chặn đường chửi mắng Đức Phật và Chư Tăng ấy. Thì trong đó có một cái giai thoại ngắn, khi lúc đó thì ngài Ananda đã rất là bức xúc, ngài không có chịu được, không có kham nhận với những lời chửi mắng. Nó giáo hội đường cái trình Đức Phật là xin thần chư hãy đi đến những cái nơi mà người ta hiền lành, người ta không có hung dữ như là ở đây. Thì Đức nói rằng cái Như Lai đến nơi khác mà gặp những cái cảnh như thế thì nếu như cứ khó mà
bỏ đi, nếu mà không vượt qua thì không mà sống yên ổn được. Khi nào có thử thách có thì hãy cố vượt qua. Như vậy thì đi đến đâu được cái sự an ổn, và cái sự trách chửi mắng đó không kéo dài bao lâu. Thắng bà Ganh thì bà có một cái mối thù, và lúc đó thì do là Đức Phật này, cái sự ô uế cái cơ thể là một sự xúc phạm. Nghe nói rằng cái cơ thể nó rất là ô uế, mà thương yêu để mà bám lấy thân niên. Người nhận thức về của cái thân này đó, cái cơ gian của trong linh nhiều thời gian cho cái việc tu học hơn là cái việc chăm sóc cơ thể. Nhưng bởi vì nàng Magandhiya lúc đó thì rất là đẹp, ở trong cái độ tuổi xuân thì nàng rất là hãnh diện về cái sắc đẹp, cái nhan sắc của mình. Cho nên khi mà nghe Đức Phật ngày thuyết về cái sự hôi thối nhồm gốm của cái xác thân đó, thì nàng rất là bức xúc. Thì lúc đó thì nàng đã khó chịu với Đức Phật, và ngài nàng mong muốn rằng sau này sẽ có một cái cơ hội để mà bày tỏ cái sự bức xúc đó bằng cách đó là gây hấn với Đức Phật. Thì sau khi cái cuộc nội chiến phải nói là thâm cung bí sử liên quan đến cái tranh giành quyền lực cũng như là tranh giành cái sự sủng ái của đức vua đó, thì ở trong nội cung có nhiều cái gọi là thâm cung bí sử, có nhiều cái sự hiềm khích ganh tị, có cái sự hãm hại. Tuy là bề mặt ở ngoài là chị em, tuy là ở ngoài cái sự đối xử thì là vân vân dạ dạ, có trước có sau, có trên có dưới, nhưng mà ở trong lòng luôn luôn lúc nào cũng không có cái sự an phận, mà luôn có cái sự tranh giành về quyền lực và tranh giành cái sự sủng ái, tranh thủ cái sự sủng ái của đức vua. Cho nên đây cũng là trường hợp không có gì lạ. Thì bà Magandhiya đã lập nhiều cái âm mưu để mà hãm hại chánh hậu Samavati. Nhưng do là bà chánh hậu Samavati bà là một người Phật tử thuần thành ở trong Phật Pháp, và cũng có một cái giai thoại đó là nhờ cái sự nhắc lại giáo pháp, cái lời dạy của Đức Phật. Tại vì các cái vị chánh hậu hay là phi tần của Đức Vua thì không có dễ đi ra ngoài hay là gặp được Đức Phật và Chư Tăng để mà nghe pháp. Ở trong cung cấm thì rất là khó. Cho nên có một cái lần nọ mà cái người hầu tên là Kuchutara đó, và cái nàng hầu này có một cái biệt tài, đó là có một cái trí nhớ và cái cách diễn đạt rất là trôi chảy và hấp dẫn, lôi cuốn, rành mạch, rõ ràng. Và cái người hầu này lại có cái cơ hội để mà nghe được giáo pháp của Đức Phật, và đi về trong cung đó và thuyết lại cho
bà Samavati và các cái cung nữ ở trong cung nghe. Và Khuchitara được Đức Phật ngài khen ngợi giống như là ở trong hàng tín nữ tại gia đó, thì Khuchitara là người có cái thiện xảo biệt tài về thuyết giảng giáo pháp. Và chính nhờ cái khả năng của Khuchitara thì được cái sự tôn kính và cái sự đối đãi đặc biệt của chánh hậu Samavati cùng với các cung nữ. Tôn Khuchitara giống như là một cái người thầy để mà nhắc nhở về giáo pháp, về tu tập. Và riêng cái cung của chánh hậu Samavati là những người biết tu tập, những người biết cái hành trì giáo pháp. Mà trở lại đó là cái sự âm mưu hãm hại của bà Magandhiya. Do cái sự hãm hại đó mà vua Udena đã hiểu lầm và đã gây ra cái chết của chánh hậu Samavati. Rồi sau này thì khi mà phát hiện ra cái nguyên nhân dẫn đến cái chết của chánh hậu Samavati bằng cái sự hiểu lầm của mình đó, thì đấu vua đã rất là hối hận và đã trừng trị bà thứ phi Magandhiya thích đáng, cũng bằng một cái chết rất là bi thảm. Thì đối với cái sự việc hiện tại xảy ra lớn ở trong kinh thành như vậy đó, thì với một cái âm mưu để mà sát hại lẫn nhau đó, thì với lại một cái số lượng người thiệt mạng chấn động kinh thành như vậy đó, thì đã làm cho các vị tỳ kheo có sự quan tâm. Và khi bàn bạc về cái vấn đề này thì đã đến tai Đức Phật. Đức Phật ngài cũng nhân cái cơ hội này mà đã thuyết cái thời pháp và giải thích cho các vị tỳ kheo được rõ. Thì cái câu hỏi mà Chư Tăng bàn bạc với nhau đó, thì Chư Tăng thường thấy như vậy là cái chết của bà Samavati và Magandhiya đó đều là đau đớn bi thảm, đều là chết cháy. Thì các vị đó bàn bạc là chết thì chết rất là đau đớn như vậy, nhưng mà hai cái người này á thì tái sanh về đâu, cũng như là cái người nào thì đáng được gọi là cái người sống chết nhưng mà vẫn còn sống, và cái người nào được gọi là chết đã chết hẳn. Để Đức Phật ngài mày nói lên này các tỳ khưu, những kẻ đã giải đãi biến nhát dầu cho còn sống 100 năm nữa cũng đáng gọi là đã chết. Những người chuyên cần tinh tấn dầu cho chết rồi vẫn như còn sống y nhiên. Cho nên Magandhiya sống cũng vậy, chết rồi cũng vậy, đều đáng gọi là tử vong. Còn 500 cung nữ có Samavati đứng đầu tuy đã chết nhưng cũng đáng gọi là đang còn sống. Quả thật này các tỳ khưu, những người chuyên cần không đời nào chết đi. Nói rồi Đức Phật ngài đã đọc lên ba cái câu kệ ngôn số 21, số 22 và số 23. Và chúng ta đã được hai bài trước và hôm nay chúng ta sẽ học cái bài thứ ba. Và sau cái câu kệ đó thì sau cái thời pháp đó thì có nhiều người chứng đắc thánh quả, nhất là quả Tu Đà Quần. Đó là cái duyên sự tóm tắt của cái câu nhóm câu pháp cú kệ ngôn số 21, 22 và 23. Quả thật cái bài duyên sự này rất là chi tiết, rất là
nhiều cái điểm để mà chúng ta nhớ. Nhưng qua ba cái câu kệ ngôn này thì Đức Phật ngài muốn nói lên cái việc mà sống giải đãi phóng dật, và cái người sống luôn có cái sự tinh tấn tinh cần. Đó là hai cái thái độ sống ở trong cái cuộc sống, trong cái sự tu tập. Không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết. Không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi, như câu 21. Câu 22 là biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui hành bậc thánh. Câu 23 là người hằng tu thiền định, thường kiên trì tinh tấn, bậc trí hưởng niết bàn, ách an tịnh vô thượng. Thì qua ba cái câu kệ ngôn pháp cú này và cái duyên sự này thì chúng ta sẽ thấy rằng cái cuộc sống mà dễ dãi với bản thân, hay là cuộc sống mà bị lôi cuốn theo ngũ dục á, thì đó là một cuộc sống mà Đức Phật này nói là sống như đã chết, là sống phóng dật. Phóng dật là đường chết. Còn ngược lại, cuộc sống mà sống biết về bản thân mình, biết quay về nội tâm, biết quay về chính mình để hiểu rõ cái sự thật, cái sự an trú ở trong cái thiền định, hay là hiểu rõ về tam tướng, hay là cái sự hướng thiện của nội tâm, thì đó là cuộc sống mà Đức Phật ngài khen ngợi là không phóng dật, là đường sống. Và cái người dạ cảm ơn cô Rạng Đông. Và cái người mà không phóng dật, hay là cái người có cái sự an trú ở trong thiện pháp, thì hay là an trú ở trong thiền định đó, thì cái người đó sẽ được hưởng cái sự an vui và có cái sự tinh tấn tinh cần để mà rèn luyện đó, thì đạt được những cái hạnh phúc to lớn của bậc thánh. Đó là cái ý nghĩa chính của cái nhóm câu kệ ngôn pháp cú số 21, 22 và 23. Thật sự thưa quý vị rằng đây là cái sự sách tấn, đây là cái sự khích lệ mà Đức Phật ngài muốn các quý vị đệ tử có một cái lối sống, có một cái sự thực hành tâm niệm để mà nương theo đó thành tựu các cái kết quả, các cái đạo quả. Nhưng ở trong cuộc sống của chúng ta, nó để mà sống không phóng dật hay sống chánh niệm đó, thì quả thật là khó. Nó khó ở đây đó là không phải là chúng ta làm không được, nhưng mà do vì thứ nhất là cái thói quen nó có hai cái, là thói quen quen với cái nhịp sống, giống như là quen với cái lịch sinh hoạt, sáng thức dậy chuẩn bị thức ăn, đi chợ, rồi đi làm, rồi buổi trưa, buổi chiều, buổi tối thì chúng ta đó có cái lịch hoạt theo cái thói quen, và chúng ta cứ theo cái lịch trình đó mà chúng ta tiếp tục cái cuộc sống ngày qua ngày, tháng qua tháng. Và cái khó thứ hai đó là cái thói quen về cái tu tập an tịnh ở trong tâm hồn của chúng ta không có được nhiều. Giống như là mỗi khi có cái thời gian trống, hay là mỗi khi đối diện với các cái tình huống xử lý ở trong công việc mà có cái sự lo âu, có cái sự mà không có được cái bình tĩnh đó, thì chúng ta hay cáu hay giận, và có cái thời gian trống đó, thì chúng ta lại làm những cái công việc giải trí.
chứ không có được cái thói quen tốt đó là quay lại bản thân mình, quay lại với cái nội tâm mình để xem nội mình có được an tịnh hay không, có được bình yên hay không. Thì đó là cái khó do có thói quen xấu, không phải có thói quen xấu mà là cái thói quen không có thường xuyên để mà cảm nhận cái giáo pháp. Thì đó là cái khó mà chúng ta nói rằng sống không phóng dật hay là an trú trong chánh niệm ở trong cái đời sống mình đó. Còn như các cái vị tu sĩ hay là các cái vị đạo sĩ, các cái vị có cái thời gian và cái không gian lý tưởng cho cái việc tu tập đó, thì rất là dễ để cho cái việc mà phát triển cái không phóng dật, để cho cái sự tu tiến được tốt đẹp. Dễ ở đây là cái môi trường dễ, dễ ở đây là cái không gian nó thích hợp. Nhưng mà khi mà đối diện với bản thân mình á, nhiều khi nó không phải là dễ. Ở đây Tịnh Đạt cũng có một cái tìm hiểu, đó là sở dĩ tại sao mà đa phần mọi người chúng ta ít có cái cơ hội hay là cái can đảm để mà đối diện với bản thân mình. Quý vị có thể nào mình tự đặt cái câu hỏi cho bản thân mình là Đức Phật hay là các cái vị đạo sư thường, các cái vị thầy thường hướng dẫn và khuyên mỗi người chúng ta khi mà có cái thời gian thích hợp, hãy quay về cái nội tâm mình, đối diện với chính mình để mà hiểu biết về chính mình càng nhiều càng tốt. Đó là cái việc nên làm và cần làm. Nhưng mà sở dĩ tại sao mà chúng ta thường gặp khó khăn khi mà làm công việc đó, hoặc là đối diện với cái việc mà hướng về nội tâm đó, nó rất là ít người làm. Thử chúng ta có cái câu hỏi như vậy thì chúng ta tìm câu trả lời như thế nào, thì chúng ta sẽ thấy rằng có một cái sự biện minh lấy cái ý để mà chúng ta diện với bạn. Bởi vì ví dụ như là một cái tấm gương phản, chúng ta có thể soi mình vào trong đó, chúng ta có thể soi gương mặt của mình vào trong đó, chúng ta có thể cơ thể của mình vào trong đó, chúng ta có thể thấy được tai mũi lưỡi thân tóc, chúng ta được tươm gọn gàng, da dẻ hồng hào, ta có cái sự trang dễ nhìn. Và cái điều đó nó giúp, nó làm cho chúng ta rất là vừa lòng thích ý, và chúng ta rất là dễ chịu khi mà chúng ta soi gương. Là cái điều này là cái điều hầu như là ai cũng có thể cảm nhận được. Nhưng mà cái lý do tại sao mà khi xuyên qua cái lớp da này, soi gương mà chúng ta nhìn xuyên qua cái lớp da này hay là nhìn sâu vào tâm hồn thì ít người có thể làm được, nó có hai lý do. Thứ nhất đó là cái công phu để mà tập trung tư tưởng hay là cái khả năng để mà nhìn về nội tâm của mình nó còn yếu kém. Cái lý do thứ hai đó là không dám đối diện với cái bản chất xấu ở trong con người của mình. Bởi vì khi mà soi gương về chính bản thân mình sẽ thấy rằng ở trong sâu tâm thẳm của mình đó, có nhiều cái suy nghĩ rất là bậy bạ, có nhiều cái tật rất là cố chấp,
có nhiều cái thói hư tật xấu nó nằm trong cái suy tư suy nghĩ của mình đó. Bây giờ mình đối diện, mình không dám đối diện, mình cố gắng bao bọc che đậy về cái hình thức bên ngoài để mà che đậy đi cái tật xấu, cái suy nghĩ tầm bậy về cái là ganh tị tật đố, về cái gọi là hiềm khích, về cái gọi là những cái suy nghĩ có thể ảnh hưởng đến mình, ảnh hưởng đến những người xung quanh. Và cái này chúng ta gọi là cái phiền não tùy miên á, nó nằm ẩn sâu ở trong cái suy nghĩ mà có cái môi trường thích hợp, giống như là có cái ngoại cảnh, cái cảnh sắc mà nó y gần như là trong cái suy nghĩ thì cái suy nghĩ nó sẽ trỗi dậy, có cái âm thanh gần như trong cái suy nghĩ thì cái suy nghĩ nó sẽ trỗi dậy mạnh mẽ. Thì đó là hai cái lý do mà thường sẽ là cái cản trở cho một cái mỗi người chúng ta đó. Khi mà quay về cái nội tâm mình, quay về chính mình, làm cho mình bị khó chịu, làm cho mình phải ăn năn hối hận, làm cho mình phải không dám hoặc là không thể đối diện với chính bản thân mình. Cho nên, nhưng mà thưa quý vị rằng, cho dù là khó, cho dù là chưa có can đảm, thì cái điều này đối với một con người, đối với một cái người mà tu tập để tiến hóa, để mà phát triển trên con đường tâm linh đó, thì chắc chắn phải đi qua. Cho nên dù cho khó, dù cho chưa có đủ can đảm, thì cái việc này là cái việc cần và nên để rèn luyện. Bởi vì cái việc mà hình thức để làm các công đức giống như là bố thí hay là giúp đỡ từ thiện, đó là những cái công đức bố thí nó còn rất là thô thiển ở bên ngoài, mặc dù đó được là cái sự khích lệ khen tặng, cái sự phấn khởi khi mà gặp những cái người thích bố thí, thích làm các cái công đức từ thiện. Nhưng mà cái cốt lõi á, đó là sửa mình. Cái cốt lõi đó là nhận ra cái lỗi lầm, nhận ra cái thói hư tật xấu và chúng ta phải sửa nó. Và cái thói hư tật đó là ngay cả ở xã hội hay là ở trong Phật giáo á, đều có cái sự cụ thể hóa cái thói hư tật xấu đó. Cụ thể hóa giống như là cái suy nghĩ về tham ăn, tham ngủ, hay là cái cụ thể hóa đó là hay ganh tị, hay cáo, hay hờn, đó là những cái tư cách, những cái suy nghĩ cụ thể cho cái việc bẩn đục, dơ bẩn cái tâm hồn. Còn cái cốt cái nguyên nhân mà gốc để tạo ra những cái dơ bẩn cụ thể đó là những cái sâu xa hơn nữa, giống như là cái vô minh hay là cái ngã mạn. Thì nếu mà một người muốn được phát triển xa hơn, sâu hơn ở trong cái gọi là phát triển về tâm linh đó, phát triển cho cái được trong sạch với lại Phật pháp hơn đó, mà chúng ta cái hình thức thu thiện bên ngoài, làm các công đức từ thiện hay bố thí thì nó chưa đủ, và chúng ta cần phải vượt qua những cái gọi là cái nhận diện chính mình, cái đối diện chính mình. Cái nhận diện chính mình ở đây á, quý vị nên lưu ý chỗ này tí xíu, tức là cái mà mình nhận ra đó là một cái sự cố gắng, chứ không phải là nhận diện chính mình là chỉ nhận diện cái tốt. Cái nào tốt đó là
chúng ta cho là con người chúng ta là khi mà đối diện với bản thân mình mà chúng ta nghĩ là chúng ta làm được cái việc tốt á, thì chúng ta nói là cái suy nghĩ đó là suy nghĩ tốt. Còn mà nhận diện chính mình mà thấy rằng tầm bậy nhiều quá thì chúng ta cho là cái suy nghĩ xấu. Thật sự đó nó không phải vậy, mà càng nhìn nhận cái bản thân mình có tốt có xấu và thấy luôn khi cái suy nghĩ nó như thế nào thì đó là một cái sự cố gắng nỗ lực rất là được đáng khen ngợi. Giống như là trong cái tu thiền đó, khi mà chúng ta ngồi thiền đó, có nhiều cái thiền sinh rất là bị hiểu lầm chỗ này và rất là buồn khi mà lên trình pháp cho các thiền sư, vẻ mặt rất là buồn, nói bạch ngài, hôm nay con ngồi thiền sao mà con phóng dật nhiều quá, sao con ngồi thiền không có được, cứ con bị phóng dật, con nhớ cái này nhớ cái kia, con đau chân, con tê chân, sao con ngồi thiền không có được. Nhưng mà ngài thiền sư thì ngài nói không phải, cái đó là điều tốt. Con càng nhận ra mình phóng dật nhiều chừng nào là con có cái sự chánh niệm tốt chừng nấy. Ở đây chánh niệm ở đây nó được hiểu đó là cái sự ghi nhận. Khi phóng dật mình biết mình đang phóng dật thì cái sự phóng dật nó sẽ mất đi. Nhưng mà do là chúng ta chưa có thuần thục ở trong giữ tâm trên đề mục, cho nên cái đề mục nó cứ trượt tới trượt lui, thì cái sự phóng dật nó cứ xen kẽ, nó cứ xâm chiếm. Thì cái người thiền sinh nó cố gắng nỗ lực để mà canh chừng cái tâm của mình, thì thấy phóng dật nó rất là thường xuyên phân tán. Nhưng mà cái vị thiền sư nói là đó là cái sự chánh niệm, đó là cái sự nỗ lực rất là đáng khen ngợi. Chứ không phải là chúng ta thấy ngồi thiền phóng dật nhiều quá là chúng ta đang lùi, mà đó là một sự tiến bộ. Cho nên khi mà quay lại cái bản thân mình đó, khi mà có cái thời gian là có cái không gian thích hợp đó, nhận ra con người mình nó có nhiều cái tật xấu, có nhiều cái tầm bậy á, thì đó là chúng ta đang tiến bộ. Nhận ra là cái điều đó nó đã lộ diện, và bằng cái trí tuệ, bằng cái khả năng để mà kiềm chế không cho nó phát khởi, giống như là trong cái tứ chánh cần như vậy đó, thận trừ tu bảo đó. Khi mà chúng ta dùng cái sự nỗ lực tinh tấn để mà phát hiện những cái xấu xa ở trong cái suy nghĩ hay là trong cái tâm hồn mình đó, thì đó là một cái sự nỗ lực để mà ngăn ngừa cái bất thiện, cái phiền não nó sinh khởi. Như vậy nó thực là cần trong cái hành động, trong cái lời nói đã đành, mà còn cẩn trọng ở trong cái suy nghĩ nữa. Và về lâu về dài đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ hiểu biết sâu hơn cái nguyên nhân tại sao, cái nguyên nhân do đâu mà có những cái suy nghĩ nó không có chân chánh. Nó suy nghĩ nhiều khi là nó suy nghĩ, ở đây sử dụng nó suy nghĩ chứ không phải là ta suy nghĩ. Cái ngôn ngữ tục đế thì nói chung là chúng ta dùng cái cách để mà diễn tả thôi, chứ mà chúng ta bám vào từ ngữ thì nó sẽ liên quan đến ta của ta, thì chúng ta sẽ khó cái hình dung. Bởi vì các pháp vận hành đó, nó rất là tự nhiên, cái suy nghĩ của mình nó cũng là tự nhiên. Nó chỉ tác động hay không đó là do là chúng ta có hay biết liền ngay tức khắc để mà ngăn ngừa nó hay không thôi. Còn cái suy nghĩ thì mắt thấy sắc thì nó có cái suy nghĩ,
nó có cái tư duy, nó có cái động lực. Khi mà tai nghe tiếng thì nó sẽ sinh cái động lực. Khi mà căn gặp cảnh đó, thì nó sẽ sinh cái động lực, và chúng ta có tác ý được là cái động lực đó, biết có hay biết rằng cái động lực đó nó là tốt hay là xấu, có thích hợp hay là không thích hợp. Như vậy chúng ta đã thành công. Mà về lâu về dài nhận ra một cái điều, căn nguyên nhân mà có những cái suy nghĩ này, có những cái gọi là tại sao mà một con người đó, chúng ta thấy trong xã hội, trong cái đời sống mình kinh nghiệm đó, tại sao một con người mình tiếp xúc, hay là mình đơn thuần là mình nhìn khuôn mặt thôi, mình đã đoán biết được 60-70% là cái người đó là cái người hiền, cái người chân thật. Còn ngược lại, đôi khi thấy rằng chỉ nhìn sơ qua là cái người đó là sẽ có cái tật hay là mắt hay liếc, hay là cái mặt hay hất, hay là cái mặt hơi, cái lưng hơi gù, thì chúng ta sẽ thấy là đoán biết rằng người đó sẽ có cái tật hay lầm lì, hay ngạo mạn, hay lém lỉnh. Thì tại sao, dựa đâu chúng ta biết được cái điều đó? Là do cái tánh của người đó nó thể hiện ra bên ngoài. Và cái tánh người đó là do đâu mà có? Là do quân tập cái thói quen. Và cái căn gốc nữa đó là cái phiền não mà thường nó liên quan, đó là cái bản ngã. Các cái mấu chốt tại sao mà Đức Phật này hay là Phật giáo hay nói đến là cái tam tướng là vô thường, khổ não và vô ngã đó. Bởi vì khi mà nhận thức được cái vô thường, khổ não và vô ngã, đặc biệt là cái vô ngã, thì mọi cái sự phân biệt, mọi cái sự mà hơn thua, ganh ghét, cái sự mà cái gọi là các cái phiền não liên quan, giống như là hay hờn, hay giận, hay tham, hay thích, mọi thứ đó, nó liên quan tới cái ngã. Khi mà thực sự mà nhận thức được cái bản ngã nó không có tồn tại đó, thì những cái thứ suy nghĩ tầm bậy hay là những cái gì liên quan đó, nó không còn nữa. Nhưng mà đó là trên cái lý thuyết và cái sự cảm nhận của mình thôi. Còn khi mà cần có cái sự nỗ lực mạnh mẽ, thời gian lâu dài, thì chúng ta mới có cái kinh nghiệm như vậy. Còn không thôi thì chúng ta chỉ là những cái người cố gắng để mà kiềm chế cái hành vi, cái lời nói và cái suy nghĩ ở trong cái khả năng của mình. Đó, bao nhiêu đó cũng là mang đến cái lợi ích cho bản thân mình và cái lợi ích xung quanh. Và đặc biệt là khi mà một các cá nhân được cái sự rèn luyện, trau dồi một cách đúng mức đó, thì nó là cái cơ hội để phát triển cho những người xung quanh, và đặc biệt là phát triển xã hội. Giống như là Tịnh Đạt có từng chia sẻ, đó là cái như quý vị ở đây ai cũng chấp nhận, đó là mỗi người chúng ta đều có cách ít nhiều cũng có. Và cái tật cái này á, thì mỗi gia đình thì đều có một cái xấu, mỗi gia đình đều một cái có một cái cảnh, cái gia cảnh. Và mỗi một cái xã hội đều có một cái quan điểm. Và cái cá nhân nào, hay là cái gia đình nào, hay là cái xã hội nào có cái cách để mà kiềm chế, che giấu, che đậy cái tầm bậy á, càng tốt á, thì
thì đó là được coi là một cái xã hội văn minh, một cái gia đình văn hóa hay là một cái cá nhân lịch thiệp. Chỉ đơn giản đó là cái khía cạnh che đậy thôi thưa quý vị. Cái khía cạnh che đậy hay là cái khía cạnh để mà kiềm chế cái thói hư tật xấu, cái suy nghĩ tầm bậy thôi, thì đã được gọi là những người tốt, gia đình văn hóa và xã hội văn minh. Còn như nếu mà được giống như là cái sự hướng dẫn của các cái vị thầy hay là của Đức Phật á, mà loại bỏ được cái nguồn gốc để phát sinh những cái suy nghĩ hay là cái hành vi lời nói tầm bậy, thì phải nói là một cái đạo tràng thánh nhân, một cái tập thể phải nói là an tịnh không còn gì bằng. À, thì đó là một cái điều mà ta thấy được ở trong những cái hội chúng mà là những vị thánh nhân. À, thì qua cái câu nhóm câu kệ ngôn 3 câu 21, 23 thì Tịnh Đạt xin chia sẻ với quý vị qua cái duyên sự đó là đối với cái cuộc sống, trong cuộc sống của mỗi người chúng ta thì cần có cái sự quan tâm cần thiết và nhất định ở trong cái gọi là quay về với chính mình. Chỉ có cái việc quay về với chính mình đó là cái con đường để mà phát triển, tu tiến về cái vấn đề gọi là gột trừ phiền não và hướng đến cái cuộc sống cao thượng. Chỉ có cái vấn đề đó mà thôi. Hãy cố gắng để mà có nhiều cái thời gian và không gian hơn nữa để mà có nhiều cái cơ hội đối diện với bản thân mình, đối diện với chính mình. Và khi mà có sự hiểu biết về bản thân mình, có cái sự hiểu biết về chính cái chính mình đó, thì chúng ta sẽ nhận ra được nhiều cái vấn đề, nhiều cái tình huống mà chúng ta sẽ có cách xử lý rất là tốt đẹp. Thì thông qua câu kệ ngôn Pháp Cú ngày hôm nay, Tịnh Đạt xin chia sẻ với đạo tràng Pháp Cú Kinh là như vậy. Tịnh Đạt xin được kết thúc cái buổi chia sẻ này. Cầu chúc chư tăng và toàn thể quý vị có được cái sự an vui an lành ở trong giáo pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn. Dạ, sa thủ lành thai, chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã giảng bài học số 23 ngày hôm nay cho chúng con nghe, cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức, và con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh của quốc cho luôn chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng mít đến sư. Ugotu sapa bangalang rakhantu sapa de gota sapa buddha rupa vena sada sati bhavantu te. Ugotu sapa mangalang rakhantu sapa de gota sapa dhamma rupa vena sada sati bhavantu te. Ugotu sapa mangalang rakhantu sapa de gota sapa sangha rupa vena sada sati bhavantu te. Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thủ lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh đại đức Tịnh Đạt, đại đức tuệ đức cùng chư tôn đức đã vào room chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp.
Dạ, chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm nhân hồi hướng. Ya đê quá ta sam ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da đê na pa văn tu bu chi ta xót thiên ca ron tê tha vi ha ra măng đa lê thê ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca Gama cha đề sa ni gama cha ít sa ra sapa na bu ta su ki ta pa wan tu te cha na bu cha ye ti cha an da sam pa wa sam se da cha ta a tha vô pa pa ti ka ni ya ni căng tham ma wa rằng ba ti cha te sắp tệ pi đúc khá xa khá rộn tu sân khá dân thà tu chi răng xa tăng thẩm mô thầm ma tha ra chấp cha là sân phô hồ tu xa mắc vô quá ác thà giá cha hi ta giá cha âm hề ra khám tu sắp thẩm mô sắp tệ pi thầm ma cha ri nô vút niềm sầm phá phu này giá má tham Maria ba huệ đi tề và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã buông tập vào lúc nghe pháp, kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin xuống nhất.